quăng lên vlog được Thùy Tiên tỏ tình trên sóng truyền hình, phản ứng người trong cuộc ra sao? Người hâm mộ Quang Linh và Thùy Tiên mới đây đã không khỏi vui mừng khi ngay trên sóng truyền hình, nàng hậu đã chọn Quang Linh làm cô người yêu lý tưởng. Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog nhận được nhiều sự quan tâm, tình cảm từ khán giả. Từ những cử chỉ, hành động ăn ý đến câu nói của cả hai đều dễ dàng khiến fan đứng ngồi không yên, liên tục đẩy thuyền cho hai người. Mới đây nhất trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Thùy Tiên đã trải lòng tâm sự về câu chuyện thời gian đương nhiệm Miss Grand International 2021, chia sẻ về quãng thời gian từ thiện ở châu Phi và chọn ra mẫu hình bạn trai lý tưởng. Tại chương trình, nàng hậu được hỏi về gu của mình, một người bạn đời lý tưởng. Ngay lập tức, Thùy Tiên trả lời, em nghĩ là một người giỏi, thông minh, tinh tế, kiên nhẫn. Với hình mẫu bạn đời của Thùy Tiên hình dung, ban tổ chức chương trình Cuộc hẹn cuối tuần đã tạo ra một trò chơi để tìm ra hình mẫu lý tưởng của nàng hậu. Quy định trò chơi khá đơn giản, Thùy Tiên sẽ chọn một người mà mình cho là hình mẫu lý tưởng giữa hai người được cho lên ảnh. Lần chọn đầu tiên, hai nhân vật MC Long Vũ, nghệ danh Trắng Móm và diễn viên Vin DC, Thùy Tiên không ngần ngại nhanh chóng chọn ngay Vin DC. Lần thứ hai, Quang Linh Vlog xuất hiện, Thùy Tiên lựa chọn giữa Quang Linh và diễn viên Vin DC. Nàng hậu Thùy Tiên chia sẻ mình không thích cơ bắp lắm nên chọn anh chàng Quang Linh Vlog. Tiếp theo là sự xuất hiện của hình ảnh ca sĩ Đan Vâu, Thùy Tiên phải lựa chọn giữa Đan Vâu và Quang Linh. Nàng hậu cho rằng đây là hai người khó lựa chọn. Cô nàng đều yêu thích cả hai từ tính cách đến công việc. Thế nhưng cuối cùng, Thùy Tiên vẫn chọn anh chàng Quang Linh. Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ với chương trình, gu của em không phải người dân showbiz. Sau đó là những hình ảnh xuất hiện của ca sĩ Sơn Tùng, rapper Karik, MC Xuân Bắc, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, toàn những mỹ nam đình đám showbiz. Nhưng Thùy Tiên vẫn chọn anh chàng Quang Linh vì những người còn lại đều trong showbiz. Ban tổ chức khẳng định, mạng xã hội cứ bảo đẩy thuyền, nhưng rõ ràng đây là lựa chọn của Hoa hậu Thùy Tiên. Trước động thái mở lòng của Thùy Tiên, dân tình liên tục rếu thêm Quang Linh Vlog với mong muốn anh chàng hãy mở lời, netizen liên tục bình luận. Nàng đã mở lòng rồi, anh Linh mở lời nhanh còn kịp. Quang Linh xem chương trình chắc vui lắm, thuyền này được cả đại quốc gia đẩy mà không cập bến thì phí lắm. Trước lời tỏ tình của Thùy Tiên, Quang Linh hiện vẫn chưa có động thái gì mới khiến người hâm mộ không khỏi nóng lòng. Trong chương trình, Thùy Tiên cũng tâm sự và chia sẻ về anh chàng Quang Linh cùng với chuyến đi thiện nguyện tại Angola của mình. Thùy Tiên thấy rằng công việc của Quang Linh khá khổ và nàng hậu tâm sự mình rất nể Quang Linh và rất trân trọng khoảng thời gian thiện nguyện tại châu Phi. Tuy nhiên, khi nói về màn đẩy thuyền với Quang Linh của dân tình, Thùy Tiên xác nhận em với anh Linh là bạn. Trước đó, khi nhận được nhiều lời nhận xét đẩy thuyền từ khán giả, Hoa hậu Thùy Tiên đã lên tiếng đính chính rằng mình và Quang Linh Vlog chỉ là bạn bè, không hề có chuyện hai người đang yêu nhau. Tiên nghĩ rằng cũng là một điều may mắn khi Thùy Tiên và anh Quang Linh cùng xuất hiện rất đẹp trong một khung hình, tạo ra được xúc tác và mọi người yêu thích việc đấy. Thú thật, Tiên cũng rất bất ngờ khi chuyện này được yêu thích nhiều như vậy, nhưng hiện cả hai chỉ là bạn tốt. Lúc đi châu Phi xong, mình có được rất nhiều bạn tốt và mọi người đối xử với nhau như gia đình. Thùy Tiên cho biết hiện tại sau chương trình thiện nguyện, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, giữ quan hệ bạn bè, công việc. Về phía Quang Linh, nam YouTuber hiện đang tất bật với công việc tại châu Phi. Các loại cây trồng của anh hiện đã bước vào vụ thu hoạch. Nhìn những luống bắp cải xanh tốt trên vùng đất khô cằn của châu Phi mới thấy Quang Linh và Tem đã bỏ nhiều tâm huyết đến mức nào. Kể từ ngày xây dựng trang trại, Quang Linh Vlog vô cùng bận rộn với nhiều công việc từ nhập hạt giống, dạy bà con cách canh tác thu hoạch đến việc xuất bán thành phẩm. Chính vì thế mà anh không có nhiều thời gian để làm những thứ khác. Thời gian tới, Quang Linh và Thùy Tiên sẽ sớm được hội ngộ cùng nhau tại Việt Nam. Theo đó, dịp Tết sắp tới, Quang Linh sẽ đưa Lôi Con và Tem Châu Phi về Việt Nam chơi. Hoa hậu Thùy Tiên từng chia sẻ rằng khi Lôi Con về Việt Nam, cô sẽ đưa cậu bé đi shopping mua quần áo bởi cậu không có nhiều đồ để thay đổi. Thùy Tiên cũng nói rằng nếu Tem của Quang Linh về đây thì cô sẽ cùng Tem tiếp tục làm từ thiện. Chính vì vậy, người hâm mộ cặp đôi đang rất ngóng chờ màn hội ngộ của cả hai tại Việt Nam sắp tới.